cơm nguội. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo cái hành trình gông gũi của Bùi Hồ, hôm nay Bùi Hồ cùng với Thích Lang Thang đang có mặt ở xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để tìm về cái hoàn cảnh một ông cụ 68 tuổi bán vé số. Theo tìm hiểu một số thông tin thì cụ là cụ ghê, hàng ngày ông phải bán vé số và loại ngoài đường như thế này. Từ sáng giờ thì Bùi Hồ và cùng Thích Lang Thang cũng đã tìm khá lâu và hôm nay thì mới gặp tình cờ gần đó là cụ ghê. Và cô chú anh chị sẽ theo chân Bùi Hồ và Thích Lang Thang cùng tìm hiểu về hoàn cảnh của cụ như... Dạ con chào cụ. Dạ. Dạ. Cụ không thấy đường hả cụ hả? Dạ không. Dạ cụ... cụ qua đây đi. Thích Lang Thang qua đây luôn nè. Cụ vô mát đi. Dạ. Qua đây vô mát ông cháu mình tâm sự, ông còn nhiều số dữ ông cụ hả? Ngày mai. Này ngày mai mới bán ha. Dạ. Đâu có bán giờ nữa, người như đây nữa ngồi khóc luôn. Dạ. Mà bán có buổi sáng à. Cụ là cụ ghê đó phải không? Dạ dạ đúng rồi. Con thấy lưng ông đã ướt mồ hôi hết nè. Bệnh mấy ngày mới bán lại bữa nay à. Nè. Dạ ông. Dạ. Rồi ngồi xuống đi ông. Rồi ông đi lấy số ở đâu? Chỗ đường đó. Dạ. Bao nhiêu tờ con thấy lấy cũng hơi nhiều. Dạ. Bán ngày vậy được bữa thì trăm mấy mẹ, không được thì 70. Bị nghỉ nhiều hơn. Rồi ở nhà ông ở với ai? Có mình à. Rồi ông không thấy đường vậy rồi người ta có khi nào gạt hay dụ ông gì lấy số không? Có chứ. Mua thì tờ lấy 5-6 tờ vậy đó. Lấy mười mấy tờ tùy theo. Rồi ông trừ chi phí ra rồi ông ăn uống gì đủ chi phí ông xài không cậu? Đủ, nhiều cái bệnh hoạn thì nó không đủ. Dạ. Bệnh hoạn mới nghỉ 5-10 ngày á. Dạ. Ông à, ông ở con mình hả? Dạ. Thì con cái ông đâu? Thì nó có vợ chồng chứ, giờ mới còn nhỏ Út nó học lớp 12 ở bên Kiên Giang á. Cuối năm này rồi nó hết rồi con nó rồi mấy chị em nó về nó chị nó bên bán số bên á. Ông có mấy người con cụ? Dạ, tại sao đứa. Trời ơi, mà không có người con nào nuôi ông hết. Bây giờ trời ơi, nó vất vả, có thằng con vợ đi xịt thuốc, bình thường thuốc vậy có 12 ngàn ba. Rồi con lấy trên tay ông có mì kìa. Mà gói này về ông phi mình nấu cháo ăn rồi đi bán số. Rồi mà ông không thấy đường gì ông có nấu được không? Thì quen rồi. Hồi đó giờ làm quen rồi. Bây giờ cụ cùng với con với lại Thích Lang Thang con sẽ chở cụ về nhà được không? Thích về nhà nắng nè. Dạ. Được. Rồi ủng hộ ông con với Thích Lang Thang ủng hộ ông một số tờ vé số cho ngày mai. Dạ dạ. Rồi với lại con nghe nói cụ biết đàn nữa hả? Biết mà được một thời gian bỏ giờ cũng còn nhớ ba cổ không à. Dạ cụ chỉ có một cái đàn là bầu bạn thôi. Phải không hả cụ? Đâu. Rồi bây giờ cụ với con với lại Thích Lang Thang cùng lại nhà cụ nha. Con thấy đi rồi sớm giờ cũng nắng rồi. Dạ. Cô bác anh chị thì hiện nay là khoảng 12 giờ, hơn 12 giờ Thích Lang Thang hả? À đúng. Dạ. Rồi sẽ chở ông về nhà để tìm hiểu về hoàn cảnh của ông. Dạ. Cả nhà cùng đi theo mình và Thích Lang Thang nha. Dạ dạ. Thôi bây giờ đi nghe ông ha. Có cái cầu cái mình đi qua cầu. Qua cầu. Qua cầu cái xuống dốc cầu quẹo lên tay mặt liền. Dạ. Rồi ông đi như thế rồi ông không có đi đường có khi nào ông lủi không? Có chứ. Dạ hả? Có tầm lắm, có tầm bị lắm. Dạ, ông bị bẩm sinh từ nhỏ hay sao cậu? 13 tuổi rồi. Ủa tại sao 13 tuổi ông mới bị khiếm thị? Tự nhiên cái đó, nhà cũng còn ơi, mình đi được, đi đứng được. Dạ. Ông mới cái này có 30 năm. Ông có đi mổ mắt gì không? Lúc đó đi mổ mà không hết, bị bác sĩ nói thì hư cái giác mạc á. Dạ. Hai cái giác mạc mới thấy, bây giờ mổ cũng không có thấy. Hai giác mạc mới thấy hả? Thì bác sĩ nói sao mình nghe vậy. Cái chi phí nó cao không cậu? Không có đó, mấy ông có nói vô tiền. Vậy hả? Cái cầu chưa? Lấy cái cầu. Bây giờ cũng đã đến nhà của cụ rồi. Thì nhà của cụ thì cô bác anh chị sẽ thấy được cái mái tôn toàn bộ là dừng ở tôn của ngôi nhà của ông nằm hổm lọt ở giữa phần cái mé sông như thế này.
đó. Và đây là hình ảnh của cụ khi bán vé số về mới vừa và thích lang thang. À, đây là thích lang thang mới vừa về cùng cụ. Ở nhà có vẻ nóng quá ha cụ. Dạ. Ở cái này là đồ ăn sáng của cụ đó hả? Thì ăn hồi sáng 5-8 giờ cháo có mì với cơm nguội. Cháo mì cơm nguội. Rồi của ông là con thấy trên đó có một cây đàn kìa. Cây đó đàn cũng mới mua về nó buồn quá rồi đi bán số mấy chục năm lần mà. Bán mấy tỉnh mới về trước mà. Dạ. Chứ đâu có bán tỉnh nhà. Vâng. Hồi đó nước lụt đứng tới ban họng rồi. Rồi cụ tắm rửa sao? Thì có thơi nước không đó. Dạ. Cái nhà này là ai cắt cho cụ đây? Có thằng cháu nó mần cây nước nó nặng rồi nó mua người ta. Còn hôm trước thì ở bên nhà trọ á. Nó thấy vậy rồi nó kêu về đây rồi. Nó cắt cho ở. Cụ ơi. Ba bán số. Dạ. Cụ. Lúc mà cụ ở như thế này con thấy nhà đây vắng vẻ lắm. Dạ. Rồi lỡ bệnh hoạn rồi sao? Thì mình em mới giải thì cũng phải đi ra chạm ai nữa rồi mới gắn điện mấy đứa con nó cũng về chạm lắm. Bữa vài bữa nó có mới về thăm lần. Để thấy em trong mình nó yếu thì mình ra chạm. Cái tâm trạng của cụ khi mà cụ ở một mình trong một cái căn nhà vắng vẻ như thế này thì cảm giác sao cụ? Thì giờ mình thấy giống vậy nó cũng đúng hơn thì nó hơi khỏe rồi chứ mình thì nó khổ cái không có người trực tiếp. Còn cái việc mình về thì nó đi tới đi lui nó khỏe hơn. Dạ. Nó quen đường á. Rồi hàng ngày thì cụ bán cái công việc mà bán số là khoảng mấy giờ cụ về đến nhà? Về thì tùy theo bữa, có bữa thì 1 giờ, 2 giờ. Thì cái bị vừa cái phần mình lội về á. Còn ví dụ bán thì đi đường người ta cũng mua giúp hết trơn à. Rồi có 11, 12 giờ đó thì từ ở dưới bằng lăng đó thì đi dài về rồi đó. Khoảng sáng mấy giờ là cụ khởi hành đi? Ở 6 giờ rưỡi rồi. 6 giờ rưỡi đi đến 1-2 giờ. Quãng đường đi nó khoảng bao nhiêu km cụ biết không? Ở đây dưới này người ta nói là có thể ở đây xuống tới bằng lăng cỡ bằng một bận không mà cũng 3-4 cây gì đó. 3-4 cây. Dạ. Nếu mà về tới nhà chú luôn con đón khoảng 5 cây á. Thì người ta cũng nói cái khoảng đó, đó mình đổ vậy thôi thì đâu có biết đâu. Khoảng 5 cây đi về là khoảng 10 cây. Mà ông đi hay chứ. Cái đường mòn nhỏ. Dạ đúng rồi. Cái công việc là một ngày 70-80 ngàn không có trọ thì nó không bệnh hoạn thì đủ hay cụ ha? Dạ. Hiện nay cơ thể của cụ khỏe không? Có bệnh hoạn gì không? Thì bên ngoài trạm thì cũng nói bị nhiều khi lên huyết áp á. Ăn huyết áp với bệnh tim, yếu tim vậy đó rồi. Nó thì có cho thuốc uống hàng ngày vậy à. Thì lâu lâu chừng nào có mệt thì gọi ra. Rồi sáng rồi cụ thường nấu ăn ở nhà hay là cụ có ngày ở ăn nhà ăn cơm tiệm? Không, ăn cơm nhà không à. Chứ ăn gì rồi bẻ rồi cái nấu mấy chén gạo đó ăn rồi tới chiều tới tối còn khi bây giờ còn cơm nguội nó ăn rồi thôi. Dạ. Rồi thấy mình ăn ra ngoài phải cũng hao tốn lắm. Dạ. Cụ biết chơi đàn lâu chưa cụ? Ờ biết rồi đó, hồi hai mấy tuổi lần mà. Hai mấy rồi, chơi thời gian rồi mới có gặp bà xã. Dạ. Rồi mới nghỉ ra rồi mới lo làm ăn không. À, cụ hút xong cái điếu thuốc đó có thể là khải cho con với lại thích lang thang nghe một cái bài tăng cổ được không? Được thì cổ không mà chứ bị hồi đó thì mà biết nha cũng bản đồ cũng biết. Dạ. Mà sao nè cái đàn lợi thượng, cái đàn đâu có đàn điện. Chỉ có cái đàn là bầu bạn thôi hả cô? Đâu có, đâu có ai đâu chứ. Có máy đàn đi bắt đi ba hát ra đường á. Cho người ta nghe lên một số. Rồi có máy nhân đạo mà. Đây, đây là cái nhà lấy cho ngồi. Nhà của cụ. Cụ ơi sao con hỏi cụ nè, sao mình không con có góp ý như vậy? Sao mình không có cây đàn này, có cây đàn này mình có cái thùng nhỏ mình gãi mình ngồi mình bán mình khỏi đi cho nó khỏe cũng được nữa mà nhạc mình không biết ca mà ngồi chỗ lung lắm á là lội người ta
mua có rồi mình mang nó về còn ngồi chỗ mình nóng nóng thấy chậm chậm quá con nóng lắm. Nóng mình là nói nóng là cái mình thấy bán chậm quá mình cô, sợ. Cô chi đàn thôi chứ ca không được hả cô? Không, ca không có được. Dạ. Rồi bây giờ cụ Khải cho con câu 1 câu 2 giọng cổ cho tụi con thưởng thức và quý khán giả cùng thưởng thức với tiếng đàn của cụ được không? Được 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 được. À, bây giờ cụ sẽ tặng cho tụi con và mọi người thưởng thức hai câu dây đào. Hai câu giọng cổ dây đào ha cụ ha. Cụ ơi, cụ đừng tệ vậy lắm rồi đó. Cụ cho con hỏi cái cụ là cụ dùng cái đàn này để khi mà buồn cụ đàn. À. Đúng không? Thì khi mà cụ đàn thì cái tâm trạng cụ lúc mà cụ Khải có một mình anh thì cái tâm trạng cụ như thế nào? Nó có thể tư tưởng nó tập trung, có thể là nó án mình nó cái âm thanh nó khác nhau, nó không có giống nhau đâu. Dạ. Lúc như đàn biết ví dụ mình cái nghề nghiệp mình phải trao dồi. Rồi giờ là tất nhiên là mình phải có luyện bắt đầu 1-2 giờ phi á. Dạ. Đó, mà bây giờ mình đi ban ngày về tối phi làm sao thức nổi. Dạ. Bữa nào thì có thức được thì mình đờn nghe, còn ấy thì thôi cũng qua 9-10 bữa vậy mình mới làm bữa. Hôm nay con quay lên về cái hoàn cảnh của cụ cho mọi người cô bác anh chị ở trên mạng biết. Dạ. Cụ có chỉ có cây đàn là bầu bạn thôi. Dạ. Rồi hàng ngày đi bán vé số hàng ngày.
Thì cụ có muốn nói về là gì, nhân dịp tới đến ngày cụ có muốn nói là gì, nhắn nhủ với cô chú anh chị ở trên mạng? Cũng nhờ các cháu cũng thay mặt cũng muốn mà nhờ là giúp đỡ những cái chỗ nơi ăn ở á, dạ, đời sống cho nó được ổn định vậy mà thôi. Thì đối với cái tình thương mà nhân loại á, thì giờ giúp được sao là giúp, chứ bây giờ mình đâu có đòi hỏi được, giờ mình cũng phải ráng mà làm chứ đâu có ai mình ngồi đó mình chờ được. Dạ. Nó nói bằng sự thật vậy. Giờ mình cũng mong mỏi thì cũng nhờ nhiều người giúp thì để cho nó ổn định, có chỗ khỏi nắng mưa dột vậy thôi. Chứ không gì, không gì. Nhà cụ có dột không cụ? Thì nó dột hết trơn, tạc hết trơn à. Dạ. À, cụ ơi, hôm nay con đến biết cụ rồi, con cảm ơn cụ rất là nhiều. À. Đã khải cho chúng con nghe mấy cái bài giọng cổ rất là mùi mẫn của cụ. Thì con với lại thích lang thang. Dạ không, con không hút thuốc. Con thích lang thang sẽ ủng hộ với số cụ cho ngày mai cụ bán đỡ tí xíu ha. Dạ. Con chúc cụ sức khỏe năm Tết, thì con với thích lang thang chúc cụ luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Dạ. Luôn mạnh khỏe trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn và đặc biệt là bán nhiều vé số. Lúc buồn thì khải đàn và nếu được thì có một cái nơi nào đó nó ấm cúng hơn tí xíu hay cụ ha. Dạ, thì mong mỏi cũng có cho chỗ mình cho nó ấm, nó ổn định vậy thôi à. Dạ. Thì dưới khả năng anh em để giúp. Dạ. Con chào cụ, con dạ, chúc cụ sức khỏe luôn. Dạ. Dạ.